các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Mọi người có khỏe không? Tuần vừa rồi thì Nắng Ấm không có video mới nhiều tại vì mình cũng bận đi làm ở ngoài. Nhưng mà hôm nay sáng thứ bảy, Nắng Ấm vừa mới ăn sáng xong, mới có 10 giờ sáng thôi. Và mình sẽ làm vài cái video, mấy cái video này mình đã muốn làm từ lâu rồi. Bây giờ cái video hôm nay có nghĩa là có bằng đại học sẽ dễ thành công hơn trong cuộc sống này. Và cái ý thứ hai trong video này là những người đi làm hãng ở Mỹ không phải là những người an phận. Đó là dựa trên kinh nghiệm của bản thân và Nắng Ấm sẽ nói cho các bạn biết. Và đặc biệt những cái video của mình thì cũng có sức ảnh hưởng rất là nhiều cho tới những em nhỏ và những bạn còn đi học. Cho nên Nắng Ấm muốn làm những cái video này để cho giúp đỡ những em có cái hướng nhìn đúng đắn trong cái tương lai sắp tới của mình. Tại khi mà mình trẻ, mình coi nhiều video thì nhiều lúc mình bị lệch suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ ý thứ nhất là có bằng đại học sẽ dễ thành công trong cuộc sống này. Bây giờ mình sẽ nói vào vấn đề đó. Thì cái đó là điều hiển nhiên rồi. Có bằng đại học thì chúng ta sẽ dễ có việc làm hơn và dễ thành công hơn, dễ tiến thân trên cái tương lai trong cái xã hội này. Tại cái sự cạnh tranh trong xã hội này rất là nhiều. Như các bạn biết, có những người không có bằng đại học họ vẫn thành công. Thì cái những người đó là đếm trên đầu ngón tay. Tại vì những người mà cái họ gọi là xuất chúng, là giống như sinh ra là họ là một nhân tài. Thì trong cái thế giới này nhân tài thì ít, còn người bình thường như mình á thì nhiều. Nhưng mà khi mà mình là một người bình thường thì mình muốn tiến thân thì mình cần phải có một cái bằng đại học trong tay. Thì bây giờ mình sẽ nói vào vấn đề đó. Thì á, tùy ngành các bạn chọn mà các bạn có thể thành công nhiều hay ít. Có nghĩa là giống như tất cả những nước trên thế giới, Việt Nam, Thái Lan, tất cả những nước, và nước Mỹ cũng vậy, cũng không ngoại lệ. Những ngành nào kiếm ra nhiều tiền, dễ thành công thì các bạn thấy rất là rõ. Thì hiện tại Nắng Ấm sẽ nói cho các bạn nghe những cái ngành mà hot hiện tại thì là ngành y. Bác sĩ ở Việt Nam cũng kiếm nhiều tiền, bác sĩ ở trên thế giới ở đâu cũng kiếm nhiều tiền. Thì ngành y thì rất là dễ. Còn các bạn thấy là cái sự thành công thì ngành y là gồm có bác sĩ. Thì trong bác sĩ thì có bác sĩ gia đình, bác sĩ mắt, bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ về lưng, về này nọ. Thì tất cả bác sĩ là ngành y. Rồi có y tá. Y tá ở Mỹ rất là cần. Khi mà các bạn học ra trường là đảm bảo có việc làm luôn. Và ngành nha sĩ và dược sĩ, những cái gì sĩ sĩ mà y học á, là rất là dễ kiếm việc và rất là hot trên toàn thế giới luôn, chứ không phải là nước Mỹ nữa. Thì đúng là tùy cái ngành, cái bằng mà các bạn lấy ra thì nó có giá trị khác nhau. Ngành y mình lấy một cái bằng bác sĩ ra, mình lấy một cái bằng y tá 2 năm trong đại học ra, mình vẫn có giá trị, mình vẫn có việc làm chờ sẵn cho mình. Nếu mà mình làm những cái ngành không có ai tới, giống như ngành vẽ mình phải là xuất chúng, và ngành đàn hát, ca sĩ. Ngành business ở Mỹ, khi mà các bạn có bằng 4 năm business ở Mỹ, các bạn vẫn rất là khó kiếm việc làm. Khi mà mình đi học ở trong cái trường đại học của Nắng Ấm thì những cái bạn nói là ô đang học ngành gì, khi mà nghe các bạn đó nói ngành business là ngành giống như là ngành business á, thì tự nhiên người ta sẽ nhìn khinh mình lắm, người ta sẽ nhìn xuống mình á. Giống như trong một cái bệnh viện á thì bác sĩ gia đình là bác sĩ thấp nhất rồi. Khi mà các bạn muốn học chuyên khoa vô thì các bạn phải học nhiều hơn, thì bác sĩ gia đình là thấp hơn tất cả các bác sĩ khác thì dễ bị người khác khinh. Nhưng mà dưới họ thì có y tá này nọ nữa, cho nên đó là cái sự cạnh tranh trong cái xã hội này, mình không có thể nào mà control nó được. Cho nên á, thì nếu mà mình lấy một cái bằng 4 năm business ra thì chứng tỏ là mình sẽ rất là khó kiếm việc làm. Tại vì cái ngành business này ở đây nó không có hot. Giống như ngành khách sạn, quản lý khách sạn ở Việt Nam, Nắng Ấm nghĩ thì nghe các bạn nói rất là hot. Nhưng mà quản lý khách sạn ở đây thì thường những người đó không cần bằng cấp, chỉ làm rồi đi lên mà thôi. Thì những ngành hot hiện tại ở Mỹ là ngành y, ngành accounting là ngành mà accounting tính tiền kế toán á. Và những ngành khoa học như là ngành biology và chemistry là ngành sinh vật học và hóa học. Thì các bạn có thể làm rất là nhiều thứ, là nghiên cứu thuốc này nha, làm về mỹ phẩm, là mỹ phẩm họ có rất là nhiều chì, phải pass cái test thì mới
ra thị trường bán được nè, làm về ngành thức ăn kiểm tra. Nói chung là rất là nhiều sự lựa chọn trong cái ngành khoa học là sinh vật học và hóa học ở Mỹ. Ngoài ra sau khi các bạn học 4 năm cái bằng đại học sinh hóa học thì các bạn cũng có thể học lên ngành y luôn. Và kỹ sư ở Mỹ cũng rất là hot, kỹ sư ở Việt Nam cũng vậy, cho nên những ngành mà các bạn cảm thấy rất là nhiều tiền trong cái đất nước mình đang sống thì cũng là nhiều tiền như ở nước ngoài thôi. Và kế tiếp thì Nắng Ấm nói có bằng đại học dễ thành công hơn, có nghĩa là sao? Khi mà các bạn có bằng BS đại học, ví dụ trong cái ngành nghiên cứu thuốc đi nha, thì cái công ty đó họ sẽ nghiên cứu những cái thuốc trị bệnh ung thư thì họ cần rất là nhiều team để hỗ trợ họ. Thì ví dụ bạn có bằng 4 năm trong ngành chemistry thì vô bạn sẽ là người nghiên cứu thứ nhất, có thể cung cấp hóa chất cho họ làm mỗi ngày, thì công ty sẽ test cái này cái kia. Thì bạn làm trong cái nhóm đó là bạn có bằng 4 năm đại học thì bạn sẽ làm nghiên cứu thứ nhất là cái vị trí của bạn. Nhưng nếu bạn có bằng 4 năm đại học cộng với 5 năm kinh nghiệm thì bạn sẽ được lên chức là số 2 nếu mà bạn làm việc giỏi. Nhưng những người có bằng master thì họ sẽ đi thẳng vào vị trí thứ hai và không cần 5 năm kinh nghiệm. Có nghĩa là 5 năm kinh nghiệm đánh đổi với cái bằng là khi mà mình học 4 năm đại học, mình học thêm 2 năm nữa là ra bằng master, thì bằng với cái 5 năm kinh nghiệm, họ học 2 năm, họ hơn mình 5 năm đi làm. Thì cũng tùy hoàn cảnh. Nếu mà mình học nhiều, mình cảm thấy mình cần có tiền thì mình cứ đi làm 4 năm cũng rất là ổn rồi. Rồi sau đó những người mà có bằng PhD á, trong những cái ngành nghiên cứu thuốc á, là họ ra họ chỉ là người ta gọi là scientist, có nghĩa là những người làm nghiên cứu là trên, lúc nào vô cũng làm sếp ấy, bằng PhD là vậy, là họ học 8 năm trời nghiên cứu này nọ. Và lương hiện tại trong cái ngành nghiên cứu thuốc ở California, ở thành phố gần San Francisco là hơn 100 ngàn một năm. Đó là lương trung bình của những người scientist mà PhD là thường họ làm hơn 100 ngàn một năm. Đó là Nắng Ấm chỉ muốn nói cho các bạn và các em nghe, đó là bằng cấp ở Mỹ rất là có giá trị, và toàn bộ trên thế giới á, thì bằng cấp đại học sẽ dễ thành công. Tại sao như vậy? Tại vì á, nếu mà mình không cần bằng cấp á, thì hả, không có trường đại học, không có ai đi du học, không có ai quan tâm đến giáo dục này nọ, cho nên người ta bỏ một đống tiền ra để cho con người ta đi du học là để có một tương lai tốt hơn. Cái đó là cái bằng chứng quá là rõ ràng. Cho nên các em nhỏ khi mà coi video này thì ráng học giỏi thì tương lai mình nó mới rộng mở hơn. Trong trường hợp mình không thể nào hoàn tất được cái bằng đại học do hoàn cảnh gia đình, giống như mình qua đây mình không có ai giúp mình về tiền bạc để mình học, thì thôi mình lại gác lại cái mộng đó, mình có thể làm những cái ngành khác không cần bằng, giống như là làm mình mở tiệm nail, tiệm tóc nếu mình thích. Thì Nắng Ấm cũng có một vài số người thân cũng qua đây cũng rất là thích học, nhưng mà cũng do hoàn cảnh cũng không ai giúp thì cũng đi làm nail, làm tóc. Nhưng mà Nắng Ấm rất là quý những người đó, tại vì thực ra mình làm ngành gì cũng vậy, nếu mà mình siêng thì mình sẽ thành công. Nhưng mà ở đây nếu mà được thì mình nên học để mình thành công hơn. Và có một cái câu chuyện như thế này, có nghĩa là có một người kia, chồng của một người bạn của Nắng Ấm, là cái anh đó là quản lý hồi đó có một cái tiệm mà chuyên bán đồ electric, là đồ điện tử ở Mỹ, gọi là circuit CD. Circuit đó là giống như xiết về circuit CD á. Thì ảnh quản lý tất cả những cái tiệm đó trong cái vòng thành phố LA luôn, là rất là nhiều tiệm và lên chức rất là nhiều, là cao và làm rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi cái tiệm đó nó phá sản thì tất cả những chi nhánh đóng cửa, thì cái anh đó chỉ trở lại con số 0, tại vì ảnh không có bằng cấp gì hết và ảnh xin việc tất cả những nơi thì không có được, bị họ ép giá rất là nhiều. Nếu mà ảnh có bằng cấp một chút á thì ảnh sẽ vô cái vị trí đúng một cái hãng khác. À, một cái giống như là cái shop bán đồ điện tử khác và làm như lương như vậy, và có bằng á, nó quyết định cái số phận của mình dữ lắm. Thực ra cái bằng đại học á, là cái vốn của mình á, để phòng thân. Phòng thân là khi mình không có tiền trong tay thì mình dùng cái đó để mình kiếm job thì dễ hơn. Giữa một người không có bằng đại học của ngành đó và một người có bằng đại học thì dĩ nhiên người ta chọn cái ngành mà người có bằng, cho nên cái bằng cấp nó rất là quan trọng.
Rồi có câu chuyện thứ hai là hồi đó Nắng Ấm đi làm cho một cái hãng đó thì có một cái anh kia người người Nga rất là giỏi về máy móc trong hãng, và ổng làm và rất là nhiều tiền, chắc hơn 100 ngàn là chắc có. Sau đó hãng đóng cửa thì ổng xin việc rất là khó, tại vì ổng có năng lực nhưng mà không có bằng. Cho nên khi mà nhận được vô một cái hãng khác thì nói là 10 năm kinh nghiệm. Và thay vì nhận được, thí dụ làm 150 ngàn một năm, người ta sẽ ép giá xuống 100 ngàn. Nếu dụ cái vị trí đó 80, người ta sẽ ép xuống 50 ngàn, làm không làm thì thôi. Tại vì không có bằng đại học, cho nên cái bằng đại học nó rất là quan trọng. Cho nên á, đó là hai cái câu chuyện mà Nắng Ấm thấy rất là rõ trong cái quá trình đi làm của mình. Bây giờ nói đến ý thứ hai là đi làm hãng không phải là những người yên phận. Có nghĩa là sao? Đi làm hãng bình thường á, Nắng Ấm không có làm những cái hãng mà mình không cần bằng cấp vô làm đại. Mình làm những cái hãng thì nói chung là có bằng cấp, có những người PhD, có những người làm chức lớn. Thì Nắng Ấm thấy như vậy, là mỗi tuần á, trong cái team của mình phải có họp hành, hợp với nhau để mình đưa ra mình đã làm được những gì, mình đã làm năng lực mình ra sao. Khi mà các bạn được làm giỏi thì cuối năm sẽ được thưởng đến 10% cái số lương của các bạn. Thì những cái số tiền thưởng của những công ty giàu có thì 10.000, 10.000, 15.000, 5.000, nhưng mà thuế sẽ đánh lên 50% của các bạn. Thí dụ bạn thưởng cuối năm được 10.000 thì thuế sẽ lấy chỉ còn có 5.000 mà thôi. Thì đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hợp với nhau để thể hiện mình, để mình làm tốt những công việc như vậy. Và mỗi 2 năm thì các bạn có những cái cơ hội để lên chức. Nếu mà bạn làm giỏi thì bạn sẽ được lên, thí dụ nghiên cứu 1, là bạn làm giỏi bạn được lên nghiên cứu 2. Và sau khi mà tất cả những cái việc làm mà bạn có ở trong hãng đó thì bạn có thể ghi lên cái sơ yếu lý lịch của bạn là những cái kinh nghiệm bạn đã làm. Và khi thí dụ bạn có bằng 4 năm, bạn làm nghiên cứu 2 và bạn có 10 năm kinh nghiệm, thì khi bạn qua cái hãng khác thì bạn có thể đăng ký vô cái position là nghiên cứu 2. Tại vì bạn có kinh nghiệm thì cái tiền lương bạn hỏi cũng được trả giá. Có nghĩa là bạn nói cái tiền lương hiện tại bạn đang làm hoặc cái tiền lương yêu thích thì trả giá với nhau, thì trùng với cái tiền lương họ không có thể ép giá bạn được, tại vì bạn có bằng và có kinh nghiệm. Nếu mà bạn có kinh nghiệm không và không có bằng thì rất là dễ bị ép giá, tại họ nắm cái điểm yếu của mình đó. Rồi sau đó thì giống như Nắng Ấm đã nói, những người có bằng PhD thì khỏi phải bàn luôn, họ hợp hành rất là nhiều và họ được lên chức. Khi mà họ lên chức và tiền tăng cũng rất là cao. Và khi đi làm hãng ở Mỹ thì như các bạn biết là Nắng Ấm đã có một cái video nói về những quyền lợi mà mình đi làm hãng ở Mỹ. Là chúng ta làm hãng thì thứ hai tới thứ sáu, thì thí dụ làm 9 giờ tới 6 giờ các bạn cứ tính là đủ 8 tiếng đó, này nọ thì ăn trưa. Người ta nói là đi làm hả, đi làm hãng văn phòng sung sướng, làm cái này không có đồ ăn, giống như làm những hãng khác thì không có đồ ăn, không ăn trưa. Cái đó là sai sự thật, tùy hãng đối xử với mình ra sao thôi. Thì các bạn làm thí dụ 9 giờ sáng mình vô mình làm thì đến 12 giờ đến 1 giờ các bạn sẽ được nghỉ trưa và ăn trưa, sau đó thì làm nữa. Nhiều lúc thường thì làm đến 6 giờ thì mới đủ 8 tiếng, nhưng mà nhiều lúc công việc xong thì sếp cũng cho giờ sớm, miễn các bạn làm xong công việc, chứ không phải ở hãng 8-9 tiếng mà không làm xong công việc thì đó cũng không có được gọi là một người làm giỏi. Rồi sau khi mình làm nguyên một cái ngày từ thứ hai đến thứ sáu thì cái ngày weekend là cái ngày thứ bảy chủ nhật rất là quý ở Mỹ. Giống như hiện tại là cái ngày thứ bảy và chủ nhật của Nắng Ấm, Nắng Ấm cảm thấy rất là quý làm những gì mình thích. Và hiện tại mình đang làm video này cũng là sở thích của mình. Sau đó edit cái video thì nói chung là mình làm những gì mình thích, mình cảm thấy vui. Thì đó là cái weekend thì mình sẽ được nghỉ. Trong khi những ngành khác thì những ngành khác á, họ không đi làm hãng thì họ sau khi người ta được nghỉ và được có vacation là những ngày nghỉ để đi chơi này nọ thì họ phải bươn chải, họ phải lo cái này lo kia, họ không có cái ngày nghỉ cho bản thân và giống như là không có được thoải mái đầu óc. Thì theo Nắng Ấm ở Mỹ rất là lâu và Nắng Ấm cũng là một người mà đi học đàng hoàng, thì Nắng Ấm cảm thấy đi làm hãng không phải là những người an phận.
Tại vì trong hãng các bạn phải có hợp hành và các bạn có tiền thưởng mỗi năm nếu mà các bạn làm giỏi. Khi các bạn làm giỏi thì các bạn sẽ được thăng chức, và khi được thăng chức thì tiền cũng tăng lên luôn. Và tất cả những cái kinh nghiệm các bạn làm hãng cũ thì các bạn có đem qua cái hãng mới thì các bạn cũng có những cái lợi ích như đó. Đó là tại vì Nắng Ấm cũng mới chuyển từ công việc này qua công việc khác và Nắng Ấm cảm thấy rất là hài lòng hiện tại, thì mình sẽ tâm sự sâu về cái vấn đề này. Nhưng mà Nắng Ấm rất là phấn khởi. Và Nắng Ấm có một tâm sự nhỏ là mình cảm thấy những cái video mà Nắng Ấm làm trên YouTube thì có những cái video Nắng Ấm giúp những em nhỏ bảo vệ bản thân, có những video mình nói mình giúp người khác, và Nắng Ấm không có giống như làm vì tiền hay là vì sự nổi tiếng. Tại vì cái thu nhập ở trên này nó không đủ cho mình uống cà phê mỗi ngày, thì các bạn cứ tính một ly cà phê ở Mỹ bao nhiêu thì không đủ cho mình mỗi ngày. Nhưng mà Nắng Ấm cảm thấy bù lại thì cảm thấy hình như Nắng Ấm có được cái sự may mắn ở phía bên ngoài cái YouTube, là bên ngoài sự nghiệp của mình, có năng lực, có bằng cấp, nhưng sự may mắn cũng không phải là ít. Trong như khi mà có sự may mắn thì mình cũng có nơi để mình thể hiện cái tài năng của mình và cái năng lực của mình, thì Nắng Ấm rất là hiện tại rất là ổn định. Và mình hôm nay Nắng Ấm làm video này, Nắng Ấm rất là vui để nói lên những cái suy nghĩ của Nắng Ấm về cái chuyện đi làm ở Mỹ và bằng đại học ở Mỹ. Thôi thì video này thì Nắng Ấm đã nói hết ý của mình rồi, thì nói tóm lại là nếu mà mình cố gắng được có cái bằng đại học ở Mỹ thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình dễ thở hơn, và đi làm hãng thì nó rất là ổn định và nó cũng có sự thăng chức và hợp hành thì có tiến thân và không phải là những người mà an phận. Hiện tại Nắng Ấm cũng không có an phận, thì mình đã đi từng bước và đi làm và lên chức và lên lương và đi qua hãng khác nếu mà hãng này có chuyện, những chuyện mình không thích, thì nói chung là như vậy. Và ngồi đây làm video thì các bạn cũng thấy cái nhiệt huyết của mình đối với cái channel của mình như thế nào, là mình cảm thấy bây giờ là tuổi trẻ và mình muốn làm những cái điều mà mình thích, để sau này Nắng Ấm mà có coi lại video này thì mình cũng cảm thấy vui. Thôi thì Nắng Ấm chào tạm biệt các bạn ngày hôm nay, và Nắng Ấm chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.